Ok, xin chào quý anh chị nhau tôi đã quay trở lại với kênh YouTube ITB Club Channel đến với bản tin phiên trưa trong ngày 2 tháng 5 năm 2024. À, chúng chị sẽ có một phiên chiều dự dịch thật là thuận lợi anh chị nha rồi vn index trong phiên ngày hôm nay thì em muốn chia sẻ với cả nhau về một cái kháng cự mà chúng ta đã cập nhật với nhau rất nhiều trong thời gian vừa qua nhưng mà ngày hôm nay thì em muốn nói với anh chị rõ hơn để anh chị có thể thấy được cái kháng cự này và à, chúng ta ưu tiên chạm kháng cự là để mình xử lý các cái mã cổ phiếu của mình ha à, đặc biệt là đối với vn index cũng vậy mà các cái mặt cổ phiếu anh chị quan tâm cũng vậy à, gặp kháng cự chúng ta ưu tiên chốt ngắn để mình có thể thu cái sức mua về à, hoặc là chốt thêm cái phần lợi nhuận đối với các cái mã cổ phiếu có những vị thế giá tốt để mình chuẩn bị cho cái nhịp áp tép lại cái đấy số 2 lớn ha. Như những cái cập nhật với anh chị ở trong những cái livestream trước đó cũng như là những video ngắn thì chúng ta đã nói với nhau về việc đó là Valverde đã tạo nên một cái à, đáy số 1 lớn thì bây giờ chúng ta đang chờ đợi cái dữ liệu đáy số 2 lớn xem cái đáy số 2 lớn này sẽ hình thành ở đâu và hình thành ở khu vực nào thì chúng ta sẽ có những vị thế vào nằm trong khu vực đó và chờ cho cái nhịp tăng tiếp theo nó diễn ra. Còn trong giai đoạn hiện tại thì vẫn là cái vùng kháng cự 1220, 1228 sẽ là những cái điểm giá nếu VN Index có tăng vào đây sẽ gặp những áp lực bán rất nhiều bởi vì đây là cái vùng giao thoa giữa cái lượng hàng đang kẹp ở bên trên cũng như là cái lượng hàng vừa bắt đáy ở trong thời gian vừa qua về lại khu vực này sẽ là một cái nguồn cung rất lớn diễn ra đối với thị trường trong giai đoạn này do vậy thì các cổ phiếu nó cũng sẽ có những diễn biến tương tự như vậy nên chúng ta ưu tiên kẹp kháng cự chúng ta sẽ bán nhanh chị nha rồi. À, tổng kết về phiên sáng một xíu thì vn index đóng nến phiên sáng tại vùng một nghìn hai trăm bảy chín mươi giảm một năm điểm so với phiên hôm trước với cái sự phân bố một trăm chín mươi bốn mã tăng bảy mươi chín mã tham chiếu và hai trăm bốn mươi một mã giảm đối với vn index thì giao dịch hơn bảy nghìn tám trăm tỷ đồng là một cái con số thanh khoản cũng tương đối thấp trong giai đoạn hiện tại ha anh chị ha với một mức độ giảm điểm nhưng à, tăng điểm giảm điểm và tích lũy cuộc này nhưng mà thanh khoản cũng tương đối thấp là một diễn biến tương đối tích cực và à, trong thị trường ở trong giai điểm hiện tại thì sự tác động về chiều tăng giảm thì đang có sự tác động của các mã phiếu như là FPT, SAB, VCB, MWG, BAU, SHB, BCM, DCM và các mã phiếu có phần trong chiều giảm thì có đi SSI, VHM, HBG, VBB, BD, VIC, GVR và STG là các mã phiếu có phần trong chiều giảm điểm. Về mặt uh, tác động về chiều giảm trong phiên ngày nay thì có hai mã phiếu mà đang có những sự tác động và ảnh hưởng nhiều đến uh, thị trường trong thời điểm hiện tại mà anh chị có thể thấy rõ đó là cái sự tác động đến từ cái mã phiếu DG với cái tin tức về việc đó là lộ kỷ lục hơn 110 mấy tỷ đồng đúng không ạ? Uh, trong cái báo cáo đại hội cổ đông vừa qua thì anh chị thấy đây là một thông tin khá là xấu trong phiên ngày hôm nay và với vận động khá xấu như thế này thì làm cho DG nó gặp một áp lực bán ra tương đối mạnh. Tuy nhiên thì em thấy với những vận động như như thế này của DG thì nó cũng phản ứng tích cực với cái tin đó rồi ha. Như vậy thì trong những phiên sắp tới nếu mà nó còn nhúng đạp thêm nữa thì anh chị nào đang canh mê mua với mã phiếu mà DG thì có thể canh những vùng giá thấp bên dưới để có thể gom vào với mã phiếu này nha anh chị nha. À, bên cạnh đó thì nó làm ảnh hưởng chung tới các mã phiếu của nhóm bất động sản trong đó lên này, rồi một số cái mã phiếu khác cũng bị áp lực khá nhiều. Rồi SSI hôm nay cũng bị bán khá nhiều anh chị ha, bị bán khá nhiều rồi à, uh, có CTG với CI là một số mã phiếu khác trong nhóm cũng bị bán theo. Hôm nay thì um, nhóm ngân hàng có một cái trạng thái rất là tích cực đến từ mã phiếu SHB với trạng thái giữ nhịp quanh vùng 1 000, à, quanh vùng giảm 11.6 thì đây là một cái tín hiệu rất tốt cho các mã phiếu của nhóm ngân hàng mà anh chị có thể chú, à, chú ý về mã cổ phiếu SHB này nha. Đó, trước đó thì chúng ta nói với nhau rất nhiều về các mã cổ phiếu như là uh, ACB như là TCB như là CTG như là uh, CTG nhưng mà trong giai đoạn hiện tại thì chúng ta chú ý về mã cổ phiếu SHB nha anh chị, chú ý về SHB. Có ngoại thì ngày hôm nay họ đang duy trì ở một trạng thái bán trong, họ mua rất nhiều mã cổ phiếu MWG nhưng mà bán DG, bán SSD, bán CTG và SY và một rất nhiều cái mã phiếu khác ha. À, giá trị bán hơn 425 tỷ rồi. Và mặt thanh khoản thì nó cũng đang xem xem với phiên ngày hôm trước thôi Ở mức thanh khoản tương đối thấp chứ không có những diễn biến gì cao ha Rồi, về mặt vận động thì VN Index hiện tại vẫn đang ở trong một cái à, trạng thái tích lũy Trong một cái xu hướng giảm Nên chị nha, xu hướng giảm này nó đã được hình thành từ cái phiên ngày 26, 24 tháng 24 tháng 4 rồi vậy Và xu hướng giảm này hình thành tới thời điểm hiện tại thì bắt đầu đang có những tín hiệu cân bằng và tạo đáy và sau khi tạo đáy quanh vùng 1.165 khu vực này thì Bernadette đã có một phiên hồi phục rất là tích cực, một pha hồi phục rất là tích cực về lại vùng 1.214, 1.215 ở đây và phiên hôm nay tạm thời đang chẩn lại quanh khu vực này và đang tiếp cận rất gần với vùng hỗ trợ cái vùng kháng cự 1220 1228 ở đây. Thì đây là cái vùng kháng cự mà anh chị có thể chú ý ha. Đây là cái điểm mà à, vùng nơi mà thị trường có cái sự giao thoa của à, vùng kháng cự bên trên ha, những lượng hàng đang bị kẹp bên trên và cái vùng à, lượng hàng đã được bắt đáy phía dưới này. Bắt đáy phía dưới này thì khi vừa lại khu vực này là một cái khu vực giao thoa thì sẽ gặp áp lực à, cung bán ra là có do đó thì cái việc mà bị bán ra ở khu vực này là điều bình thường vì vậy thì mình cứ thuận theo cái vận động của thị trường về lại kháng cự là chúng ta ưu tiên bán để có thể có được những cái à, việc thu lại cái sức mua của mình ở những cái vùng giá tốt hơn một xíu rồi có thể nờ thêm một phần biên độ lợi nhuận tốt hơn để mình lấy cái sức mua đó mình chờ dữ liệu anh chị ha mình đã nói với nhau về cái dữ liệu thị trường đã tạo cái đáy số 1 lớn ở vực này thì nếu mà thị trường tích cực tạo ra cái đáy số 2 lớn cao hơn cái đáy số 1 ha, tạo ra cái đáy số 2 lớn cao hơn cái đáy số 1 và à, đầu đó quanh vùng 1180 1200 và sau đó bên đất có những trạng thái công bằng và có một phiên break lên phá vỡ đi cái kênh giảm giá của thị trường thì bắt đầu bước vào một cái nhịp sau quay tăng thì đó là một nhịp diễn biến rất là tích cực còn trường hợp nếu mà thị trường có những diễn biến tạo đáy hai lớn mà nó phá vỡ đi cái vùng đáy một lớn ở trên này để tạo ra một trạng thái phân kỳ thì lúc này vừa nên đấy có thể sẽ dừng lại đâu đó quanh vùng 1150 1160 thì đây là những điểm giá mà anh chị cũng có thể lấy ha mặc dù hai kịch bản này dù cái kịch bản nào sẽ ra đi chăng nữa đáy hai nào hình thành theo kịch bản nào thì cũng sẽ là kịch bản mà anh chị sẽ lấy cái điểm đó để làm cái điểm mua cho các cái mã phiếu anh chị quan tâm. Do vậy thì hãy tận dụng cái nhịp tăng điểm này để có thể bán ra các cái mã cổ phiếu mình ở những vùng vị thế giá tốt hơn, mình thu sức mua về và mình chuẩn bị cho những cái điểm mua bác lại bên dưới nó lợi hơn và có được những cái giá tốt hơn, rẻ hơn, an tâm cầm nắm hơn và dễ dàng cân lại cái lượng hàng mà mình còn kẹp ở bên trên anh chị nha rồi anh chị có những mã cổ phiếu mình quan tâm thì cứ để lại trong phần bình luận hoặc là kết nối với em qua số điện thoại 0987 98 1398. em sẽ cùng với các anh chị uh, trao đổi và đồng hành trong thời gian sắp tới trên thị trường chứng khoán đó nha anh chị nha ok cảm ơn anh chị rất nhiều hẹn gặp lại anh chị trong những livestream cũng như là những video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại